Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty thảo dược Nguyễn Trân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cây xà đen nấu nước uống có tác dụng gì, cách dùng, lưu ý sử dụng. Cây xà đen là vị thuốc dùng thân lá phơi khô nấu nước uống có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư gan hiệu quả. Cụ thể, cây xà đen nấu nước uống có tác dụng gì? Cây xà đen là vị thuốc đông y có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh gan, suy nhược cơ thể, giúp ổn định huyết áp, giải độc gan, điều trị viêm gan, tiêu viêm, giảm mụn nhọt, đặc biệt có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng tránh ung thư rất hiệu quả. Để hiểu thêm về cây xà đen có tác dụng gì, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi video. Tác dụng của cây xà đen theo đông y, tính vị có vị đắng, hơi chát và tính hàn. Công dụng của cây xà đen hỗ trợ điều trị các bệnh về ung bướu, giải độc, trị viêm gan, tiêu viêm, mụn nhọt, vàng da, bệnh tiểu đường, chống ung thư. Tác dụng của cây xà đen theo y học hiện đại. Theo các nghiên cứu mới nhất trên thế giới cho thấy, cây xà đen chứa nhiều thành phần hoạt chất quan trọng và có tác dụng to lớn trong việc điều trị bệnh. Polyphenol gồm có nhóm chính như phenolic acid, linan, stilbenic và các hợp chất khác. Những thành phần này chống lại thương tổn tế bào và ảnh hưởng sự phát triển của các vi khuẩn ở đường ruột, hỗ trợ điều trị tiểu đường, v.v., giúp tái tạo tế bào và bảo vệ cho cơ thể. Flavonoid giúp hấp thu vitamin C vào cơ thể, vitamin giúp tăng trưởng và tái tạo các mô, hoạt chất cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình oxy hóa do các gốc tự do gây ra và hỗ trợ ngăn ngừa sự mất cân bằng oxy hóa trong cơ thể. Acid amin giúp hỗ trợ quá trình sinh hóa diễn ra trong cơ thể, bên cạnh đó nó còn giúp giảm cân và phòng ngừa các hiện tượng mất cân và giúp cải thiện giấc ngủ, v.v. Quinine giúp hóa lỏng các tế bào ung thư tiết ra bên ngoài, ngăn ngừa lão hóa trong cơ thể. Khi có sự kết hợp giữa quinine và flavonoid thì các tế bào ung thư loại bỏ ra khỏi cơ thể bệnh nhân nhanh hơn và hiệu quả hơn nhiều lần. Tannin, hợp chất này có tác dụng khử gốc tự do, ngăn ngừa các bệnh và giảm quá trình lão hóa. Bên cạnh đó còn có nhiều thành phần khác được tìm ra trong cây xà đen như triterpenoid, cyanoglucoside, đường khử, v.v. Những chất này đều có tác dụng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe. Cây xà đen nấu nước uống có tác dụng trị bệnh gan, hỗ trợ điều trị ung thư. Nhờ hoạt chất flavonoid, lá xà đen chữa nhiều loại bệnh ung thư, v.v. Ngăn ngừa bệnh tai biến mạch máu não và bệnh xơ vữa động mạch, giảm bớt các tổn thương do bức xạ. Điều trị viêm gan, xơ gan, hoạt chất có trong cây xà đen giúp hạn chế phát triển và lây lan các bệnh về gan như xơ gan, viêm gan, men gan cao, tăng cường hệ miễn dịch để bảo vệ cho cơ thể. Khả năng kháng virus, phòng chống sự phát triển của vi sinh vật đa bào, đơn bào nên cây không chỉ giúp điều trị viêm gan A, B, C hiệu quả mà còn giúp ngăn chặn một số loại virus vi khuẩn khác. Điều trị gan nhiễm mỡ, khả năng ức chế quá trình lipid tăng cao trong cơ thể nên cây có hiệu quả để điều trị bệnh này. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân gây nên gan nhiễm mỡ như bệnh béo phì, tiểu đường, bia rượu, v.v. nên cây xà đen chỉ có thể có tác dụng chữa trị được một phần nhỏ. Uống xà đen có tác dụng ổn định huyết áp. Khi kết hợp vị thuốc này cùng vài lát gừng uống mỗi ngày sẽ giúp ổn định huyết áp, điều hòa khí huyết tốt cho người dùng. Cây xà đen có tác dụng tốt đối với người bệnh bị suy nhược thần kinh, giúp tăng cường tuần hoàn máu não và điều trị chứng hoa mắt, chóng mặt, giúp người bệnh lấy lại tinh thần minh mẫn, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Cây xà đen nấu nước uống điều trị chứng mất ngủ. Theo chứng minh, lá xà đen có tính hàn giúp giải nhiệt, thanh lọc, giảm đau an thần, loại bỏ độc tố trong cơ thể, giúp mang lại giấc ngủ ngon và cải thiện sức khỏe cho người sử dụng. Uống nước cây xà đen chữa loét dạ dày, điều trị đau xương khớp. Cây xà đen có tính mát, vì thế có thể hỗ trợ điều trị rất hiệu quả cho chứng ngứa ngáy, mụn nhọt. Công dụng của lá xà đen được nhận định điều trị tích cực các bệnh về xương khớp và tổn thương cột sống như điều trị viêm khớp dạng thấp, đau thần kinh tọa. Cách dùng cây xà đen trị bệnh. Theo kinh nghiệm dân gian, xà đen có thể kết hợp được cùng với các vị thuốc như cây an xoa, bán chi liên, bạch hoa xà thiệt thảo hay cây cà gai leo, hoa đu đủ đực. Đây đều là những dược liệu hàng đầu trong điều trị các bệnh về gan cũng như cải thiện các chức năng gan, giúp gan khỏe mạnh hơn. Bài thuốc cây xà đen trị ung thư gan. Nguyên liệu: cây xà đen 30g, cây an xoa 30g, bạch hoa xà thiệt thảo 20g, bán chi liên 20g. Cách dùng: đem tất cả các vị thuốc rửa sạch, sau đó sát cùng với 1500ml nước, sát đến khi còn một nửa thì dừng sát. Thuốc sát xong để nguội uống trong ngày và sau khi ăn 15 phút. Dùng xà đen điều trị bệnh viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ. Nguyên liệu: cây xà đen lá và thân 50g, nhân trần 20g, mật nhân 20g, cà gai leo 30g. Cách sử dụng: rửa sạch các
nguyên liệu trên sắc cùng 1.200ml nước, đun thêm 15 phút sau khi sôi để thuốc ngấm, sau đó lọc lấy nước, chia đều trong ngày để uống. Bài thuốc tăng sức đề kháng và sức khỏe, nguyên liệu cây xà đen thân và lá 70g, cách dùng rửa xà đen sạch sẽ, đun với 1.500ml nước đến khi sôi, đun thêm 20 phút cho ngấm, dùng uống trà cây xà đen hàng ngày thay cho nước lọc. Bài thuốc lợi tiểu, nguyên liệu xà đen 15g, kim ngân hoa 12g, cách dùng rửa sạch các nguyên liệu, đem sao vàng hạ thổ hạm với nước sôi trong 20 phút để nguội và uống trong ngày. Bài thuốc điều trị mất ngủ giải nhiệt, nguyên liệu xà đen khô 50g, cách dùng sắc lấy nước uống, sử dụng thay trà uống hàng ngày, không sử dụng nước đã để qua đêm. Một số lưu ý khi sử dụng cây xà đen. Để mang lại hiệu quả sử dụng cây xà đen tốt nhất, các bạn cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi dùng và chọn liều dùng hợp lý. Một số các triệu chứng khi sử dụng xà đen không đúng cách như sau: đầy bụng, nước xà đen để qua đêm rất dễ bị thiêu, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây đầy bụng khó tiêu. Vì vậy, người bệnh nên uống khi còn ấm, sắc ngày nào uống hết ngày đó. Ngủ gật, do đặc tính giúp an thần ngủ ngon nên người dùng không nên pha quá đặc xà đen vào buổi sáng vì có thể khiến bạn ngủ gật, gây ảnh hưởng tới công việc và học tập. Không dùng cho phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ đang cho con bú nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi dùng. Khi sử dụng cây xà đen chữa ung thư phổi hay các loại ung thư khác, có thể sử dụng song song dược liệu với các loại thuốc tây, nhưng sử dụng cách nhau ít nhất là 60 phút để đạt hiệu quả tối ưu. Tránh sử dụng cùng lúc, nên kiên trì uống thuốc. Ban đầu dùng với liều ít một chút, sau đó cơ thể thích nghi thì tăng dần lên. Tùy cơ địa của mỗi người mà vị thuốc có thời gian phát huy tác dụng khác nhau, vì vậy cần kiên trì cho đến khi các triệu chứng được cải thiện. Những đối tượng sử dụng dược liệu xà đen sẽ mang lại hiệu quả tốt như sau: người bệnh mắc ung thư, người bệnh bị u bướu, các khối u lành tính, các bệnh nhân có tình trạng huyết áp không ổn định, huyết áp cao và huyết áp thấp, các bệnh nhân mắc các bệnh lở loét, viêm nhiễm mụn nhọt, bệnh nhân hay có triệu chứng mất ngủ, suy nhược thần kinh. Người bình thường muốn phòng ngừa ung thư cũng có thể sử dụng pha loãng và uống như trà hàng ngày. Để mua cây xà đen uy tín và chất lượng, các bạn có thể liên hệ đến công ty thảo dược Nguyễn Trần, địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0906852188. Cuối cùng, các bạn có thể để lại thông tin thắc mắc kèm theo số điện thoại câu hỏi bên dưới video này. Chúng tôi sẽ liên hệ và trả lời trực tiếp cho các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.